Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi phần tin hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong tuần qua. Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện dân quân thông tin huyện Châu Đức năm 2020. Diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến 31 tháng 8, đợt huấn luyện dân quân thông tin huyện Châu Đức có 71 đồng chí là các chiến sĩ của Trung đội Thông tin dân quân của huyện và các xã, thị trấn tham gia. Nội dung huấn luyện đợt này tập trung vào giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự chung, huấn luyện chuyên ngành về thông tin liên lạc. Tại buổi kiểm tra, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra nhận thức của các chiến sĩ về quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Âm mưu, thủ đoạn chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Kiểm tra huấn luyện quân sự như điều lệnh đội ngũ từng người không có súng, nghiêm nghỉ, quay tại chỗ, đi đều, đứng lại. Qua huấn luyện, giúp cho lực lượng dân quân tự vệ hiểu biết thêm về thông tin vận động, tín hiệu và các động tác cơ bản của chiến sĩ thông tin dân quân, làm cơ sở cho quá trình huấn luyện nâng cao năng lực, phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện chiến đấu của đơn vị đạt chất lượng tốt. Ngày 15 tháng 8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty Changchun Vina, xã An Ngãi, tổ chức lễ ra mắt tiểu đội tự vệ công ty Changchun Vina. Tiểu đội tự vệ công ty Changchun Vina gồm 10 đồng chí. Sau khi thành lập, tiểu đội có nhiệm vụ xây dựng đơn vị tự vệ có số lượng phù hợp, chất lượng cao, trang bị công cụ hỗ trợ, vũ khí phù hợp. Hàng năm, được giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, quân sự toàn diện, thiết thực, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương, tuyên truyền cho nhân dân và người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ và phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Việc thành lập tiểu đội tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cũng như thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn huyện. Ngày 19 tháng 8, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ phối hợp Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa quân dân cho các đồng chí Trương Quốc Vương là quân nhân dự bị, trú tại ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài. Ngô Quang Tuấn Anh, sĩ quan dự bị, trú tại ấp 2, xã Tóc Tiên, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hai căn nhà tình nghĩa quân dân xây dựng cho hai đồng chí Trương Quốc Vương và Ngô Quang Tuấn Anh trên phần đất của các gia đình. Tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men với thiết kế gồm hai phòng ngủ, phòng khách, công trình phụ. Kinh phí xây dựng mỗi căn là 130 triệu đồng. Trong đó, 70 triệu đồng do Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ vận động các doanh nghiệp hỗ trợ. Số tiền còn lại do các gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã Sông Xoài, Tóc Tiên, đại diện công ty vận tải Huy Lâm, công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Nam Bộ đã tặng gia đình hai đồng chí một số vận dụng gia đình gồm tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm chén, quạt máy và tiền mặt trị giá gần 20 triệu đồng. Thưa các đồng chí và quý vị, trong 2 ngày 14 và 16 tháng 8 tại Trung đoàn Minh Đạm, đóng chân tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở phiên chợ không đồng, phục vụ hơn 300 công dân từ Australia về đang thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại đây. Dù hàng hóa phục vụ tại phiên chợ chỉ là một số nhu yếu phẩm hàng ngày, giá trị vật chất không thật lớn, nhưng lại có giá trị về mặt tinh thần vô cùng to lớn. Đó là đem lại tình cảm ấm áp, sẻ chia cho những người con xa xứ trở về trong vòng tay bảo bọc của quê hương. Trung đoàn Minh Đạm, nơi đang là điểm cách ly các công dân phòng chống dịch COVID-19. Khác với suy nghĩ về một không gian tĩnh lặng ở các khu cách ly, sân trung đoàn hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày.
giữa sân, gian hàng phiên chợ không đồng, có mặt khá đông người, đứng xếp hàng trật tự, đảm bảo khoảng cách trong phòng chống dịch bệnh, chờ đến lượt lựa chọn những món đồ phục vụ cho cuộc sống như mì tôm, bánh, nước uống, sữa chua, trái cây, khăn mặt. Chính là một trong những nội dung và cũng là tiêu muốn góp phần lan tỏa. Đặc biệt do biết trong khu cách ly còn có người già và trẻ nhỏ, nên quầy hàng còn dành một khu vực riêng để phục vụ các sản phẩm như sữa chua, trái cây, bánh kẹo dành cho các đối tượng này. Đây là một trong các hoạt động nằm trong phong trào lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau do dịch Covid-19, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát động. Kinh phí thực hiện chương trình từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và trích một phần từ kinh phí hoạt động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chúng tôi cũng đã tổ chức cái phiên chợ không đồng, thì trong đó tập trung vào những nhu yếu phẩm mà bà con cần thiết. Với sản phẩm thì giá trị nó không cao, nhưng mà nó thể hiện được cái tình nghĩa gắn bó keo sơn giữa nhân dân và đối với lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua những cái việc làm này, chúng tôi muốn gửi đến bà con cách ly trong đợt này cũng như những lần sau ở trên trung đoàn Bình Đạm cũng như ở quân khu 7 và của cả nước rằng chúng tôi cũng sẽ đồng cam là khắc phục khó khăn, đoàn kết với bà con, chúng ta sẽ chiến thắng dịch Covid-19. Phiên chợ không đồng thu hút đông công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại trung đoàn Bình Đạm đến tham gia. Mọi người đều vui và cảm kích trước tấm lòng, sự quan tâm chu đáo của các chiến sĩ bộ đội dành cho người cách ly. Khi về được đến nơi đây chỉ cảm thấy rất rất cảm động, và vào đây được các chú bộ đội quan tâm từng cái nhỏ nhất, từ cái tâm này cái nhỏ nhất mà cảm thấy chị rất rất là cảm ơn các chú bộ đội, cảm ơn Tổ quốc Việt Nam đã đón bọn chị về. Và hôm nay chị đi nhận món quà tuy nhỏ nhưng chị thực sự cảm động lắm lắm. Thì trong quá trình ở đây được mấy ngày thì bà con thấy là rất là tốt, được anh em chăm sóc, theo dõi sức khỏe, rồi đo thân nhiệt, rồi lấy test và các thức ăn rất rất là tốt. Cái phiên chợ không đồng này nó đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mà rất ý nghĩa, bà con rất là vui. Có thể nói, dù những sản phẩm trong phiên chợ phục vụ bà con cách ly chỉ là những nhu yếu phẩm phục vụ cho nhu cầu hàng ngày, giá trị sản phẩm cũng không quá lớn, nhưng chương trình phiên chợ không đồng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức có ý nghĩa về tinh thần vô cùng lớn. Bởi qua hoạt động này, người bị cách ly do dịch bệnh sẽ cảm nhận được sự quan tâm của nhà nước, của quân đội đối với kiều bào, những người con ruột thịt của Tổ quốc đang phải trải qua những ngày khó khăn nhất. Đồng thời đây cũng là thể hiện tình cảm của những người lính cụ Hồ luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ. Thưa các đồng chí và quý vị, thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Những năm qua, Ban Chỉ huy Đại đội Pháo binh 9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo đã có nhiều hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và điều kiện thực tế đơn vị nhằm nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bước chân vào đội pháo binh 9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo, cảm nhận đầu tiên là một không gian tươi mới nhẹ nhàng, ngập tràn sắc màu của cỏ cây hoa lá. Dù đóng quân ngay giáp biển, điều kiện khí hậu trên đảo khắc nghiệt, thiếu nguồn nước ngọt. Thế nhưng, bằng những nỗ lực của mình, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã tạo cho không gian doanh trại đầy sức sống. Trong khoảng sân nhỏ bên hông đơn vị, những chậu lan, chậu hồng, những loại cây cảnh khó tính, không chịu được thời tiết vùng biển oi bức, nhiều nước mặn, vẫn lặng lẽ đơm bông. Không chỉ vậy, để tạo cho đơn vị có những khoảng xanh làm dịu lòng người, Ban Chỉ huy Đại đội còn khuyến khích cán bộ chiến sĩ sưu tầm các cây kiển khác nhau đưa về doanh trại chăm bón. Từ vài cây ban đầu, đến nay trong khuôn viên đơn vị đã có một vườn cây cảnh khá đẹp, nhiều chủng loại, từ cây cho hoa đến các cây bonsai, hồ cá. Không chỉ làm đẹp cảnh quan môi trường trong đơn vị, hàng ngày các chiến sĩ trong đại đội còn tổ chức dọn vệ sinh, làm cỏ sạch sẽ trong khu vực doanh trại, không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Không chỉ quan tâm đến xây dựng cảnh quan doanh trại xanh sạch đẹp,
Một hoạt động khác cũng được Ban Chỉ huy Đại đội đặc biệt quan tâm, đó là công tác tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Nhìn những luống rau xanh bước trong vườn tăng gia của Đại đội Pháo binh 9, không ai nghĩ vườn rau được xây dựng trên vùng đất cát trắng khô cằn, quanh năm gió biển. Không chỉ cải tạo đất, tiết kiệm nước sinh hoạt của mỗi người để dành phần cho vườn rau, các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị còn chịu khó sưu tầm thêm các loại rau mới về bổ sung cho vườn rau. Vì vậy, ngoài các giống rau truyền thống như mồng tơi, cải xanh, rau dền như bình thường, vườn rau của đơn vị còn có loại rau cải Nhật khá đặc biệt, được các chiến sĩ xin giống từ vườn rau của khu du lịch ở gần đó. Việc tăng gia sản xuất thì giúp em có nhiều điều hơn, ví dụ là ở nhà thì em không biết tăng gia sản xuất, vô đây thì em mới biết, em biết lên luống, cấy rau, trồng rau, góp phần làm nguồn thu nhập cũng như là tăng thức ăn cho đơn vị được nhiều hơn, phong phú hơn, giúp cho các anh em chiến sĩ được thoải mái và ngon miệng hơn sau một ngày huấn luyện công tác mệt mỏi. Đây là những kết quả từ việc thực hiện phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp, bền vững do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai, đã và đang được lực lượng vũ trang tỉnh tích cực thực hiện để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ đó tạo cho cán bộ chiến sĩ luôn yên tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị cũng như là động lực để mỗi người hoàn thành yêu cầu huấn luyện cũng như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đối với đơn vị xác định luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Nhưng mà bên cạnh đó thì công tác xây dựng cũng góp một phần rất là quan trọng để xây dựng đơn vị là nề nếp chính quy, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh những cái thuận lợi thì với cái sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy chi bộ cũng như là ban chỉ huy là và cái sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ thì bên cạnh đó thì đa số ở đây là chiến sĩ là nhập ngũ về công tác đơn vị và cán bộ đây thì đều là có cái chung là cái hoàn cảnh là xa nhà, thì để tạo điều kiện thì ngoài cái xây dựng những cái khu vui chơi như bia hoặc là những bóng bàn bóng đá thì phải tạo cho bộ đội có cái không gian, nó không gian là những cái không gian đẹp để cho bộ đội là có cái không gian sinh hoạt. Đối với công tác huấn luyện thì chúng tôi duy trì đúng giờ và trong các cái giờ học thì xen kẽ nghỉ giải lao và có các cái trò chơi quân sự. Thì sau các cái giờ huấn luyện thì bộ đội thường tổ chức chơi thể thao và các hoạt động văn hóa văn nghệ. Thì sau các cái thời gian huấn luyện thì đối với động tác cá nhân của chiến sĩ thì đã được nâng lên rõ rệt. Việc chấp hành quy luật của bộ đội thì trong quá trình huấn luyện cũng như là trong hoạt động hàng ngày là luôn chấp hành tốt các cái quy luật của đơn vị. Có thể nói, trong điều kiện đóng quân nơi đảo xa, nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, việc triển khai thực hiện công tác xây dựng đơn vị văn hóa xanh, sạch đẹp đã góp phần không nhỏ vào nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Đại đội Pháo binh 9. Bởi với phương châm, doanh trại là nhà, cán bộ chiến sĩ là người thân. Một không gian xanh tươi gần gũi chính là sợi dây gắn kết để các thành viên trong đơn vị gắn bó hơn, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.